Sáng ngày 18 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tổng kết cuộc thi Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp sáng tạo năm 2023. Đây vừa là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả, vừa là dịp quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum phát động và tổ chức cuộc thi với chủ đề Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp sáng tạo. Tham gia có 27 ý tưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 huyện thành phố. Qua đó, chọn được 10 ý tưởng lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Cuộc thi nhằm phát huy vai trò của các cấp hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát huy nội lực, tính chủ động, sức sáng tạo của phụ nữ. Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện hiệu quả cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, sáu giải khuyến khích cho các cá nhân có những ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, đồng thời trao hai giải tập thể cho đơn vị có nhiều ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao bảng cam kết hỗ trợ mức vay phù hợp cho 27 ý tưởng với tổng số vốn 5 tỷ đồng giúp hội viên phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Nổi bật dự án sản xuất trà lá khổ qua rừng An Thành của chị Cù Thị Hồng Nhung, Hợp tác xã An Thành, huyện Tum Rông đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 và cuộc thi Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế cấp trung ương. Dự án được đánh giá tính hiệu quả cao, thiết thực, tận dụng nguồn dược liệu tại chỗ để phát triển sản phẩm cũng như liên kết trồng, thu mua sản phẩm của bà con, người dân tộc thiểu số tại địa phương. Năm nay mình có một cái dự án khởi nghiệp, đó là sản xuất trà lá khổ qua rừng theo kiểu truyền thống. Bản thân thì là trước khi thành lập hợp tác xã thì là có rất là nhiều sản phẩm, nhưng là sản phẩm ở dạng thô và đã liên kết với người nông dân để trồng khổ qua, nhưng mà chỉ tiêu thụ được quả. Còn vấn đề lá là nan giải nhất, người nông dân phải mang ra chợ bán với giá rất là bấp bênh. Từ ngày mình làm cái sản phẩm này thì mình ký cho nông dân mình mua với số lượng là không giới hạn, và mình rất kỳ vọng vào sản phẩm này, mong được sự giúp đỡ hơn nữa về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cũng như Hội Phụ nữ huyện. Dịp này, các cấp hội phụ nữ trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương và sản phẩm của hợp tác xã, doanh nghiệp do hội viên phụ nữ làm chủ với tổng số 21 gian hàng đa dạng sản phẩm nông sản, dược liệu, thổ cẩm, yến. Đến chỗ khởi nghiệp hôm nay thì là gồm có cam quýt, cam sành, cam vinh quýt và sầu riêng, cũng như sambuche, nói chung tất cả các loại trái cây. Các thành viên tổ hợp tác đã thành lập. Hôm nay thì tổ hợp tác cũng đem nguồn sản phẩm lên đây để trưng bày và cũng quảng bá sản phẩm cho tổ hợp tác. Mong muốn là sản phẩm đi xa hơn nữa và cũng đến tay người tiêu dùng đảm bảo sạch và an toàn. Các gian hàng thu hút đông đại biểu, người dân đến tham quan mua sắm. Qua đó tạo cơ hội cho hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm.